Đắk Lắk bắt nhóm người tổ chức đánh bạc trong rễ vắng. Ngày 2 tháng 5, Công an huyện Con Thác, Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định khởi tố. Bắt tạm giam một nhóm đối tượng có hành vi đánh bạc bằng hình thức xúc đĩa nơi trại vắng. Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 24 tháng 4, đội cảnh sát hình sự công an huyện Con Thác bắt quả tang một nhóm gồm 10 người có độ tuổi từ 32 đến 56 tuổi đang có hành vi đánh bạc tại rẫy trồng tiêu của bà Bùi Thị Cúc ở thôn 7 xã Hoa An. Tan vật của vụ án đánh bạc Tại chiếu bạc và trên người các đối tượng, tổ công tác thu giữ hơn 16 triệu đồng tiền mặt, 4 chiếc điện thoại di động và nhiều dụng cụ dùng Dung để đánh bạc. Cơ quan điều tra xác định, trong nhóm 10 người nói trên Nguyễn Tấn Đa là người cầm cái, và Nguyễn Đức Phước có một tiền án về tội cố ý gây thương tích. Nhóm này thường tổ chức đánh bạc ở những nơi trễ vắng để tránh sự phát hiện của lực lượng công an.